Một người bạn của mình đã trong một cái khu quán xá rất là đông đúc, rất là nhiều người đang luyện thi, thì chúng mình ở đây để luyện luyện game. Bạn mình sẽ giúp mình open cái siêu deck cuối cùng này. Cái siêu deck rất đặc biệt, nghĩ là mở ở dưới này nè, bro. Ở dưới này đúng rồi, nhưng mà sẽ dứt khoát lên nha. Ok, chơi nó nếu không dứt khoát thì nó sẽ không có thể, sẽ phải dùng tới chìa khóa đó. Mà cứ xé thử đi, nếu không được thì anh móc chìa khóa. 3, 2, 1. Không được là nó móc tool. Khó rồi quá. anh biết ngay chú cần có dùng cái tool thì anh cũng phải dùng tới tool thôi. Rồi thử dùng như thế nào đây, mình cứa ra anh. Đúng rồi. Đừng có dùng cứa vô tay á, đâm vô xiên vô chỗ nào đó mà móc ngược ra khó dữ tàn. Cái đó hình như cũng khó đâm. Đây hãy để anh thao tác. Đây phải quay để chọn thao tác cho chú coi nè. Rồi đảo quá. Ây da. Ây da. Ủa vậy cái này mở nó ra là cũng là cả một cái vấn đề. Ôi. Thần kỳ Nhật Bản. Rồi tiếp tục là cho job. Chúng ta sẽ coi tên nét trước. Tiếp tục cho job đi. Ghê. Đây nha. Ok, mở ra nào. Lên cái bọc để vệ sinh, cho mục đích vệ sinh. Ok. Đất đỏ, chứng tỏ đất này. Đúng rồi, nó hay bị mùa này nó xào lắm. Rồi, ra nào. Ủa trời ơi, bộ ba này hiếm, bộ ba lần đầu anh có luôn. Tên là Rosette of Kinko Kong vậy nè. Nó ghê quá. Rosette of Kinko, má Kinko nghe ghê quá. Kinko nghe có cái gì đó á, bào quá. Cái gì như cửu long thành trại Kinko. Cái này mở ở đây phải không anh? Đúng rồi. Cái đó cũng có thể là sẽ provoke tool nó. Ghê quá. Cái đó cũng có thể, nói chung là tráo với mọi nơi chú. Đừng chọn nó, chọn ở mấy cái khe trên này nè. Rồi khịa ra. Đúng rồi đó. Đó, nhưng mà hồi cũng sẽ phải chọt thêm nữa. Tại sao chúng ta không đi, đừng lộ mặt sao được. Ok, em không lộ mặt sao. Không được đâu, anh thử kéo rồi, nó cái keo của nó khác, nó dùng cái keo khác. Bây giờ thì có. Đúng rồi, nếu kéo được thì xé dọc xuống dưới luôn. Đó, đó thử thách chưa? Nhà sản xuất nên xem video của anh, nên theo dõi kênh anh. Ôi được rồi. Quá hàng hình xì. Đúng là thánh nhân đại beginner. Xé cái đúng rồi, rồi cứ canh cái chỗ làng gấp mà rồi đó, coi như thành công đó. Rồi anh sẽ thu hồi cái tool. Cái tool thần thánh của anh mà dùng cũng được nhiều hết. Rồi được, okay. Được cái ram này thì em sẽ muốn lấy hai lá cuối cùng ra và úp xuống. Thì hai lá cuối cùng là một lá là đánh lead và một lá là lá thứ 37. Trong mùa này thì lá thứ 37 không có game lay các bạn, cho nên là đúng rồi, nên họ đã in một số từ khóa đó, in một số từ khóa. Đúng rồi, in số từ khóa. Rồi, hãy xem là Razat of Kinko em sẽ offer cái gì đúng chúng ta. Đúng rồi, xuống cứ vậy thôi, Trời má, lá này lần thứ 2 anh gặp. Mở 11 đá chỉ gặp đúng một lá thôi, từ Body Snatcher. Nó nghĩa là nó cho phép từ đây tới cuối tên những cái con của đối phương sẽ bị, nếu mà bị Detroit thì Fully Heal qua bên mình. Nó sẽ rất quá nếu như trong ma em có những lá dọn bàn. Thì nhất là dọn bàn mà target tộc khác chứ không phải tộc ma, thì em sẽ có double cái bàn luôn. Rất là khủng khiếp. Nhưng trong đá chia của anh không có những cái gì để dọn bàn. Để xem đá này sẽ như thế nào. Ok, chúng ta sẽ coi tiếp lá tiếp theo. Vãi tăng kỳ cót. Tăng kỳ cót này hình như có từ mùa 1 rồi. Nó là một lá tăng kỳ cót kinh điển của ma thôi chứ không gì. Ok, chúng ta sẽ ấp cho mấy con nội thì cũng khỏe lắm. Tiềm năng vãi luôn. Đúng rồi. Tiếp tục lá thứ tư nào. Ghê. Loyalty implant, ma nó implant vào đầu một số cái thuộc hạ của nó để bắt buộc sự trung thành. Thì có thể kích Omni lá này để xài những ma creature trong tên này luôn. Ma creature. Em có thể để slide gọi là hơi miếm nó lên nhà cũng được không sao? Miếm lên nhà. Tại vì nó sẽ không dài đủ. Cứ đè hơi nè. Ok. Nó không dài đủ cũng không quá thêm mấy lá cũ. Đây nè, đây là lá mà anh nói tới hồi nãy nè. Tại vì đúng rồi. Okay. Nó tặng cái những tộc khác lỗ hơn tộc ma chỉ bị 2 đam thôi, trong khi tất cả những tộc khác là sẽ bị destroy. Nhưng bị destroy thì sao? Trộm xác qua bên này, ôi vãi quá, đất mới vô là thấy vui rồi đó. Không biết mấy tộc khác như sao mà giờ vui. Đó, bắt đầu có lính rồi đó. Con này phổ thông thôi.
dễ bị nớp, tại vì cái giá mà trả nó là mình ra mà mình đang không bị ám thì nó sẽ nổi giận kỳ vậy đó. Nó là bàn tay, kiểu bàn tay ma quỷ. Đây, con này là một lá rất là cần thiết để liên tục trộm xác. Nếu như có một vài con mà cho nó linh động, cơ động nhanh hơn nữa, nó rip ngay được, lúc nó ra là bả phải nồi luôn. Ok, chúng ta trong mùa này này bả lắm. Ôi phải ra nóng thế mà. Ui, con này nhiều quá thì không tốt, tại vì nếu mà nó đứng thì nó sẽ cản biển nhau. Tốt nhất là hai con thôi. Một hoặc hai con, kiểu thế. Đừng con thứ ba nha. Ủa, nhưng mà kiểu hẳn ai biết được, con thứ ba thì con thứ ba thì tăng khả năng rút ra. Dễ okay, mà. Đúng rồi. Hoặc là ra con này rồi bỏ con. Dương ơi, cùi bắp nhưng mà đúng không? Ai biết được. Tiếp nào. Linh hoạt chứ đúng không? Đúng rồi. Chưa hết tàu đâu, còn hai ba lá nữa. Ui ngon, con này giúp dọn bàn thôi. Nhớ mấy cái vlog xem spa về hồi mùa 2 không? Dọn nguyên bàn bên kia hoặc là điều bốn đam. À. Nếu như mà bên mình không có con gì thì rõ ràng cái thế đó rất là bất lợi, thì nhưng mà mùa 2 nó khai thác cái đó. Thì bây giờ nó không khai thác nó nữa, nhưng mà nó cho một thằng lính mà xài vũ khí luôn. Rồi. Nó phùng mấy tia acid lên mặt mấy con bên kia. Rồi, tiếp tục nào. Ui, con này quá hay rồi. Anh rất là mong chờ một cái chiến binh linh động như vậy. Okay. Thì em có thể thấy sự phiền phức của nó qua cái tính năng của nó. Lay là em được móc từ địa cạc vai lên Akai một lá liền nè. Okay, nếu em rip thì con này vô Akai để sau đó em lại tiếp tục tung ra cái trò dơ nó nữa. Nào? Rất là phiền, nhưng mà nó khá dễ chết mà nó phiền. À, cái lá này cũng... Trên anh thấy lá này hơi ấy. Nhưng mà chắc có lẽ ma nó cần một cái action kiểu bị nớp vậy. Đã đủ chưa ta? Chắc là đủ nhỉ. Đến nào? Rồi đã qua nhập. Và đó là một cái upgrade siêu mạnh luôn. Khi mà nó có thể xào lại bài để rút random ra một lá, và sau đó nó copy cái trạng thái đang bị ám của đối thủ. Nó đuổi theo tốc độ bị ám đối thủ, hiểu không? Thì xào bài vô rút, rồi sau đó đối thủ có bao nhiêu bài trong địa cạc bài là em sẽ bỏ bấy nhiêu lá trên top deck của em. Rất là phiền, tại vì nếu mà trong địa cạc bài của em xua có một lá siêu mạnh á, em sẽ muốn xào nó vô. Và xào vô chưa chắc em đã rút được nó. Ví dụ support kỳ chạc mới ra, thì chúng ta đều biết là support kỳ chạc ra rồi là tất cả địa cạc bài sẽ được xào vô. Thì trong địa cạc bài của em lúc này chỉ có đúng một lá support kỳ chạc thôi. Thì em sẽ muốn lấy nó phải nồi, tại vì em lấy nó em bị ám thiệt nhanh, rồi sau em ra vọt với kỳ có thiền tại. Đó là lá độc quyền của anh Tem đó. Nhưng mà làm sao mà móc lại được. Thì có những cái con như vậy, nhưng mà nó chỉ lo tộc ma thôi. Nó chỉ là, nhưng mà con này có thể móc nè. Nhưng con này chỉ lo tộc ma thôi. Thì cái lá này là lá mà xào vô deck luôn. Tại vì chúng ta chưa cần phút đi chặt liền. Phút đi chặt lên tay của nó chỉ bị dướng tay thôi. Chúng ta chờ tới khi mà bị hòm hòm bài trong điện thoại, bị ám sơ sơ đó. Tiếp thôi. Rồi chúng ta sẽ thì mê thì lá đó cực mạnh trong khoảng đó. Mentor Coder. Đây là một cái lá mà mình nhớ là đã có cái lá Quattro Coder. Khi ấp cho con nào thì khi có sẽ tăng theo cái tổng số tổng quái khác nhau trên bát loại của mình, nhưng mà mắc là 3 thôi. Có điều lá này nó tăng không giới hạn luôn. Không mắc 3 luôn. Cho nên nó mới penta, còn kêu có Quattro thôi. Penta kêu mới lớn, Quattro kêu luôn. Rồi. Ok, chúng ta sẽ thứ ba nào. Ngon, robot nhiều lắm. Robot, nếu có nhiều robot thì con này rất là ngon. Okay. Con này mùa này hóa ra lại ít gặp hẳn cho mùa được, robot. Đúng rồi, Star thì thường sẽ có robot. Into the world. Cái này dọn bàn rất là hay, khi mà nó có hình chế lựu đạn. Anh từng có đấy, có hai lá đó. Thú họa thì có thể dọn những con rất là yếu nhân. Modular is the skeleton. Cái bộ xương ngoài mà lắp ghép được, nó sẽ cho con cộng 4 power, anh chỉ biết tới đó thôi. Mấy cái khác anh không quan tâm. Ví dụ cộng 4 power thì những con như này sẽ tồn tại vãi nồi trên sân luôn. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục nào. Đó, robot đó. Robot đồng thời cũng là một upgrade luôn. Giờ thí dụ Splash Attack 2 mà ấp vô đây, tự nhiên con thành là Splash Attack 5, vãi nồi. Không hiểu lắm. Vãi nồi, không mạnh vãi nồi luôn. Scalping. Wow, cộng 1 luôn kìa, úi, cộng 1 luôn kìa, rút xong rồi nhìn. hơi nên bồ, nhưng mà rút xong nhìn cũng ngon. Rút xong rồi nhìn. Ok, tiếp nào. Sức mạnh từ sự đa dạng. Lay thì cái lá nó chặn kỳ cực mạnh luôn nếu bò đông, mà bò bên này anh sợ là không đông được lắm. Okay. Thì thường nếu mà ở trong những cái đáy mà có Rumna hay những con gai toy mùa này, những con gai toy mùa này nhiều con anh thấy chả khác mẹ gì xanh tum á. Chả khác mẹ xanh tum đầy đầu luôn, tại giáp nó quá trâu rồi. Một hai giáp là bình thường. Thì cái lá đó, cái bàn trụ khá gà lá đó là chặn ít nhất cũng 5-6 cục. Thì nó cáp ráo hết. Ok, chúng ta sẽ coi lá tiếp theo. Lá này em cũng biết nè, quá quen từ mùa 4 rồi. Survey, nhìn 2, đít cạc quan, vậy thôi. Tiếp nào.
anh nghĩ nó là Legacy. Ui, đây là món ngôi sao trong mùa này á chú. Em cứ đọc tính năng là biết tại sao nó ngôi sao. Vãi nồi đúng không? Cơ cấu hai con hai bên cáp. Sau đó mà để cho con gọi là con dán này, nó rip một cái thôi là lấy hết luôn. Anh có nó trong một số deck mà cáp. Và hình như bản thân cái deck mạnh nhất này của anh 90 sát đó là cũng có cái combo đó. Và tới hai con này thì phải. Anh chúng ta sẽ tiếp tục đó nè. Này thì anh rút bài có vẻ nhiều nha. À, có thể hiểu là Blading Light phiên bản Star. Nói thẳng là Blading Light phiên bản Star. Nó không có cái gì. Không có gì. Lại tiếp tục. Phải hai lá thì ngon nha. Tại vì hồi nãy thấy anh Thang không? Nãy anh Thang là cái bo này có thể không đủ châu để mà trụ. Thì đã có lá này để gây rối cho chúng ta cầm chân một hai tên để đúng mà. Đúng rồi, nhưng mà quái nó mới quậy chứ mày. Có hồi chúng ta qua nhà thứ ba. Tôi lần đầu gặp con đó đó. Guild Spy Mesmerid. Người Mesmerid là gì ta? Người ấy chỉ trí nhớ vây vàng là Guild Spy. Sau khi một người ready một cạc thì đi cạc top cạc. Phải sự ráp để đi cạc top 3 cạc của một người. Phải thì nó có thể control cái tốc độ bị ám mà. Cái tốc độ bị ám trong game này, trong mùa này rất quan trọng. Thì tốc độ bị ám của người ta mà hơn em, mà deck người ta có nhiều cái mà dựa vào bị ám hơn, là em sẽ thấy là người ta cứ luôn luôn ở trạng thái đỉnh cao của sức mạnh của deck. Còn em thì phải đi từ từ, đi từ. Nhưng mà nếu đi từ từ, nói chung là nếu nhiều khi muốn đi nhanh cũng không được. Thì những cái la deck mà bắn bài như vậy nó rất là kinh khủng. Nó sẽ làm tăng sức mạnh lên nhiều. Cá thúi tai, còn cá đó nó em mà để nó rip hay gì đúng không? Phai thì em sẽ bị đối thủ sẽ bị thúi tai. Em nghĩ coi cái hand 6 mà bỏ 2 thì thúi không? Nếu mà bỏ 4 á là không thúi nha. Bỏ 4 là em giúp người ta bắn bài. Còn em bỏ con chút xíu vậy thôi là thúi tai. Đúng rồi. Thì bỏ ngay kia cạc thúi gì người nữa. Tiếp nào. Đúng crazy chặn má chặn cái mẹ gì lá chặn này luôn. Còn cấp on không. Nhưng mà không có bò máy. Anh hy vọng là sao có vài con châu. Lên nào. Ui, lá này quen nè, lá này mùa rồi, em cũng gặp rồi. Tiếp nào. Thì gió còn lại. Ôi, hai lá luôn. Ui, vậy là đất này chơi ác sần dữ lắm luôn. Đất này thiên ác sần này, thiên ác sần nhiều, kinh khủng. Tiếp nào. Đúng ác sần nhiều vậy. Nãy giờ. Circle Speak, chu một kẹt. À, chu để nó cáp hai từ mọi người đang bị áo. Nếu mà em control tốt rồi quỳ ám của em canh lúc em ra được mấy lá kiểu này. Em có thể thí dụ em biết tao bị ám đúng không, em chọn quái của ta là nó tự cấp 2 rồi quá lời, sau đó em đi xử con đó thôi. Ôi, Equine đến nè, một lá phổ biến nhưng mà anh không đánh giá cao nó lắm. Nó điều một đam, nếu như có con chết thì điều thêm một đam, tức là maximum nó có thể điều hai đam cho cả bạn. Nhưng mà nó comment cho nên anh đã thấy trường hợp hai ba lá đó, con đánh của anh có ba lá đó. Nhưng mà đánh đó dễ nhất. Đó tốc điện nhất. Không, tại vì em thấy không, cái sự uy hiếp nó không cao mà nó không có in hand gì hết á. Nó đáng lẽ nó, anh nghĩ là nó nên có in hand 2 đam. In hand cho mấy lá cạc khác 2 đam. Chứ nếu không thì lá nó quá không có sức năng đè luôn. Nó làm yếu cái tộc nó đi. Thì nó comment nó chiếm slot, thấy không? Ôi trời, nó comment lên nó chiếm slot nhiều lắm. Yeah. Nó sẽ có từ 1 tới 3 lá đó. Anh đích khi nào gặp đấy 4 lá. Đầu tiên anh gặp luôn Immersioneer. Là một con quái thế nào vậy? Rip thì địch cạc top 3 cạc của kỳ người nào? Scrap để shuffle bottom 3 cạc của địch cạc phải. Bottom 3 cạc là những cái cạc mà bỏ từ đầu trong bán chơi luôn. Nếu mình thấy nó ngon thì mình có thể dùng con này một cách khéo léo để shuffle ngược lại vào. Khá là hay. Chúng ta còn 3 lá cuối cùng. Nimblech. Rip thì nếu mà thì chậm 2, không chậm 1. Nói chung là nó luôn tốt. Okay. Cho nên nó mới có 2 không rồi đó. Cho nên nếu mà ấy thì con Master là một con là signature của anh Phát mùa này đó. Được in trên lề má. Này rip thì mọi người phải làm sao. Mọi người chơi discard random card từ tay của họ. Đúng rồi. Drop thì lại trục xuất một enemy. Đúng rồi. Nó có tác dụng tức thời vậy. Mình sẽ canh lúc mà mình đi cạc nó hay mình thấy nó thì nó mà 3-0 thì cũng không quá có cơ hội cho nó ra và phai. Rồi chúng ta sẽ coi lá cuối cùng. Hey. Đủ về liều mày. Em cứ đọc em sẽ thấy về liều kiểu nào. Nếu bạn bị ám cáp hết tất cả
Đúng rồi, coi vậy mà không nhiều đấy có nữa đâu. Đó, với cái dòng này thì anh nghĩ là nó này có thể yếu boy mà nó sẽ cất nhầm thì cứ pha action thôi. Cứ pha action không quá mạnh đâu, anh nghĩ không quá mạnh. Khoảng 7 mấy, khoảng có thể 72, 73. Đó, happy gaming everyone.